Xin chào các bạn đã quay trở lại với trang Facebook cũng như trang YouTube của công ty Nhạc Việt. Thì các bạn vừa được nghe một đoạn demo nhỏ của một dòng series chord mới về đàn guitar acoustic. Thì trước mặt các bạn đây là dòng MEDX, dòng có body là Ren A, Ren Adiumson nha. Đó, đây là một E2M màu đỏ với lại màu sunburst. Thì tại sao mình lại trưng hai em luôn là một lần đó là thứ nhất là các bạn thấy là màu nó khác. Thứ hai là cấu tạo của cái mặt gỗ nó là khác nữa. Bên trái mình đây, đây là cây màu đỏ. Thì đây là một cây MDXM Mahogany. Thì em này là một em từ mặt top, back and side. Nó là đều là gỗ Mahogany và cả là cần luôn nha. Các bạn mọc màu đỏ gỗ tự nhiên của Mahogany ha. Đó, cầm em này rất là đầm tay. Thì cái gỗ mahogany thì anh em chơi đàn guitar cũng biết là đây là một loại gỗ rất là thông dụng luôn ha. Body to, gỗ mahogany đánh ra tiếng rất là vang. Vì đây là một dòng series cọt mới nên là mình muốn giới thiệu với các bạn cái điểm ở đây đó là một cái EQ của Core thế hệ mới. Đây là dòng CE306. Đó, các bạn có thấy đây là series mới nhất của Cọt luôn, EQ mới nhất luôn. Đó. Thì con này có cái nút quay là 45mm và là 20 fret, cũng giống như đại đa số những cái cây acoustic bình thường thôi. Còn ở bên tay phải của mình vẫn là một em MEDX, nhưng là mặt top của nó được làm bằng gỗ spruce ha, nó được sơn một màu light sunburst. Thì em này vẫn được trang bị một cái pickup thế hệ mới ha. Ở đằng sau thì vẫn là mahogany back and side. Thì thông số hai con này đều giống nhau, chỉ có khác nhau là ở cái mặt top thôi. Các bạn hãy đến trực tiếp công ty để test thử hai em này mặt top nó khác nhau thì âm nó ra có khác nhau hay không. Thì về phần giá cả thì cũng không chênh lệch là mấy, thì tùy mình thích là màu này hoặc là cái màu đỏ của gỗ tự nhiên không có sơn gì hết. Đây là satin luôn nha các bạn, một màu mờ của gỗ luôn, không có sơn bóng gì hết. Các bạn có thể đến trực tiếp 319 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, công ty Nhạc Việt, hoặc có thể gọi điện ở các sale ở dưới thì các sale có thể gửi clip test demo tiếng sao tiếng cho các bạn nếu các bạn ở xa. Cảm ơn và xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.